có người thành tâm muốn biết thì chúng tôi sẵn lòng trả lời. Chúng tôi đại diện những gương mặt phản diện đầy khả ái và khả ngất lòng người. Sorry Ruby, chúng tôi là biệt đội cháy phó khi xâm lấn các trang tin trường đại học. Và để bắt đầu số đầu tiên thì tụi mình sẽ ăn sập các tin trường đại học học của nhiên. Ta-da. Và hiện tại thì tụi mình đã có mặt ở cơ sở 1227 Nguyễn Văn Cừ. Và bây giờ thì bắt đầu thôi. Đà. Trường tôi đẹp không? Cũng đẹp. Tiếp đi. Thì cũng đẹp. Người ta mới vô trường lần đầu, bây giờ bị người ta nói cái gì bà nội. Vậy bà tiếp xúc với sinh viên trường sao? Cảnh đẹp không? À, sinh viên á hả? Sinh viên dễ thì cũng thương. Dễ thương. Đặc dễ thương. Biệt là Hoàng... Không, khúc sau không. Đúng, khúc đầu đúng, sinh viên dễ thương. Thầy cô thì cũng rất là nice. Thầy cô rất là nice. Nhưng mà bây giờ muốn đi ăn. Giờ muốn đi ăn. Để tôi nhắc lại. Ở căng tin không? Đây, đầy đủ đồ ăn nhiều luôn là đằng khác. Bây giờ thôi đi ăn đi. Đây. Ok, còn bây giờ hãy cùng tụi mình phá đảo căng tin thôi nha. Đầu tiên thì tụi mình sẽ phải vô đây để ăn với trẻ. Và đồ ăn thì sẽ là 30k, còn nước uống thì sẽ là 25k. Vâng. 20k. Ok, bây giờ thì tụi mình sẽ ăn thôi nha. Của mình thì đang ăn là hủ tiếu bò kho thì đây. Nói chung là mình thấy cũng khá nhiều bò á. Nãy là Phong cũng ăn bớt rồi nên là nó còn cái gì vậy thôi chứ. Mà không chút xíu mà mày. Còn phần mình ăn là phần bánh canh nha. Cũng đồng giá 32k. Mình thấy là cái mức giá này so với mặt bằng chung của các trường đại học khác thì nó rất là ok. Nói chung thì mình thấy ngon. Ý là cá nhân của mình thì mình thấy ăn ngọt, mình thấy khá là vừa vị của mình. Và bò thì khá là mềm. Tươi, mình thấy khá là tươi á. Với lại còn sợi bánh hủ tiếu này thì mình thấy mềm. Đấy là cá nhân mình thì cũng thấy ăn mềm luôn. Không biết là do nãy giờ là mình để lâu để mình quay á thì nó sẽ bị hơi bụng nó một xíu á, là do là các khô trụ mềm sẵn. Ồ, hồi nãy anh ăn thì anh thấy là nó có dai. Nó vẫn dai, nó vẫn có một cái độ dai nhất định chứ không có kiểu bị bở, ăn bị bở bụng đâu các bạn. Nên là thấy cái sợi bánh này là ok đó. Ê dạ, cái mềm này do mình để lâu chứ không phải do sợi bánh á. Ủa còn cái tô của anh là cái gì vậy? Tô anh là bánh canh. Ngon. Anh thấy là cái bánh canh nó rất là dai nha. Kiểu nó không có bị bở hay là bị gì đó. Còn cái về cái phần thịt, phần thịt ăn rất là ok nhưng cái miếng thịt nó không hề mỏng chút nào, như vậy là mình thấy cắt cũng khá là vừa đó. Và nó còn một cái phần xương cũng khá là to so với lại giá 32.000 thì ok đó. Cái nước thì cái nước dùng nó cũng khá là thanh, nó cũng không có bị quá mặn hay là quá nhạt, nói chung là vừa vị mình thích, mình khá là thích món này. Thế nãy giờ Thanh Phong khen nhưng mà mình không tin Thanh Phong lắm các bạn. Đối với người kén ăn như tôi thì phải tin thôi, những món tôi thích là chỉ có ngon. Sao? Ý là mình thấy cái này nó hơi lạc. Mình thì sẽ ăn cái này đó. Hơn. Mình thấy nó đậm đà hơn. Em thấy em ăn hơi mặn rồi, chắc của em hơi mặn á ha. Trời của em mặn mà nó dở. Ok, bây giờ đổi món đi. Cái này sẽ là thịt kho, thịt sốt, thịt sườn sốt. Với cái này sẽ là đậu hũ sốt thịt. Thì đây, ở trong thì nó sẽ có, đây là phần sốt cà này, đây là phần nhân thịt và đậu hũ. Thì mình thấy cũng khá là thấm toàn lá nữa. À, và đi kèm với hai phần cơm của tụi mình là sẽ có hai phần canh đúng không? Đúng rồi. Đây, canh này ngày hôm nay thì là sẽ là có canh canh bầu nó với bằm. Nhưng mà anh nghĩ là anh sẽ thử cái này trước. Đây, chan nước sốt này vô. Mà cái này hơi khó đấy. Ê, mà có nhận là cái cục đậu hũ này nè, nhìn chất lượng á, kiểu cũng khá là đầy thịt mà mình thấy đậu hũ cũng ngon. Cái vị đầu tiên mà đập ngay vào cái lưỡi mình đó chính là một cái vị sốt, giống như là cái sốt của cái mì. Em biết cái mì khô, cái mì khô của bà Chi không? Mì cà chua. Đúng rồi, sốt cà chua kiểu vậy. Nhưng nó hơi mặn, nó hơi ngọt ngọt. Nhưng mà kiểu nó không có bị kiểu cái vị nào nó cũng vừa phải á, nó không có bị quá khiến cho mình thấy nó khó ăn. Nó vừa cắn không? Không có bị dai.
Ok. Mình hỏi cái nước này, so với cái nước này thì mình vẫn thích cái nước cà chua hơn. Thấy là nó sẽ có một cái độ mặn ngọt đủ, nhưng mà nó sẽ có cái gì nó hơi thanh thanh thôi. Cái này nó sẽ phải đặc quá, không hợp với mình cho lắm. Đây, còn về cái phần thịt nhồi đậu hũ của mình thì phần thịt có thấy ở trong thì cũng nhiều á, nhưng mà mình thấy là chưa có thấm lắm. Mình thì muốn thấm một xíu nữa. Đậu hũ thì để giờ mình mới ăn thử. Đậu hũ thì mình thấy là dai, mà hơi là dai á, nhưng mà cũng ngon. Đậu hũ ở ngoài thì bên ngoài khá là thấm, và bên trong thịt thì như là còn có cả nấm mèo nè, với lại hành, có những cái nguyên liệu rất là đơn giản. Ngon mà, đúng không? Giống như mà anh nói thì cái vỏ của cái đậu hơi dai. Mình cảm thấy là nó dai quá luôn á, chắc là tại vì chiên hồi nãy hơi dai, mà giờ mình sực nên mình thấy dai quá. Ý là chắc là chiên hơi kỹ, xong rồi lúc mà mình sốt cái cà thì nó sẽ hơi dai một xíu. Tổng thể là thì vẫn ngon rồi. Ý là hồi anh đi học, anh thấy YouTube. Chúng anh làm gì có rắc đi. Ê, leo leo cay. Hồi trước em cũng có làm được nước hai mặn thông tin. Đầu trước em ăn nó cũng khô thế này, và đầu trước em có ăn mì nữa thì nó cũng khô. Nhưng mà nói chung thì nhưng mà chất lượng đồ ăn thì với cái giá là 30 thì em vẫn thấy ok, có thêm rau xào, canh, một phần đồ ăn như thế này thì khá là no. À, còn một phần nước nữa. Xin lỗi mọi người. Đó là những biểu hiện của sự lươn lẹo. Cái ly mình gọi là ly nước kẹp, tổng giá 25 nghìn đúng không? Là cái này của mình là nãy giờ mình để nó hơi tan đá một xíu. Thì của mình là ép ổi của anh Phong là nước ép cam. Thì các loại như là ổi ép cam thơm, các loại nước ép thì sẽ đồng giá là 25k. Còn các loại như là xăm hay là trà tắc chỉ có 10 nghìn thôi, khá là vậy. Nhưng mà thấy một cái là cái ly này 25 nghìn nhưng mà anh thấy cái phần nước cam nó cũng hơi ít đó. Anh thấy nó hơi ít, anh hút vài hút là nó để hết mất tiêu rồi. Trong thì cái nước ép này mình thấy là nó cũng khá là đặc. Nhưng mà cá nhân của mình thì thấy với cái giá 25k thì hơi mắc các bạn. Còn hơi mắc thiệt. Nói chung là cũng ngon, chất lượng cũng đặc. Khá là không có phải bị lẫn loãng như là nước ép ngoài kia đâu. Đúng rồi. Mình ăn thử cái ổi của em chứ, ổi em ngon nha. Không bị ổi, tức là nó cũng không quá là ngọt. Nó giống như là hầu như là người ta không bỏ thêm đường hay là gì, là thấy mà các bạn bỏ rất là ít, kiểu mình không có bị cảm thấy cái vị ngọt đường quá nặng á, quá gắt á. Bạn ơi, bạn cho mình hỏi là bạn có hay ăn đồ trong căng tin của trường mình không? Dạ cũng có. Bạn thấy thì đồ ăn nó sẽ như thế nào? Đồ ăn cũng được, nói chung là cũng rẻ, nó cũng tiện ở trường cho nên cũng hay ăn ở đây. Món này là bạn thích nhất ở đây? Món nào đó có khoái cái món hủ tiếu bò kho. Mình cảm ơn bạn nhiều nha. Ok, và tổng kết lại cái bữa ăn hôm nay thì mình thấy cũng khá là ngon. Với bốn món là bò kho, bánh canh, cơm sườn lại đậu phụ. Nói chung là mình thấy với cái giá là từ 30-35k thì một phần một tô ủ ủ như vậy rất là rẻ so với cái tầm giá của sinh viên rồi. Đồ ăn thì cũng không phải là quá ngon xuất sắc, nhưng mà để mà ăn buổi trưa sinh viên mình thường thì mình thấy hợp phù hợp. Anh thấy thì cái lần đầu tiên anh tới căng tin của Phong tự nhiên thì theo chiếc từng từ quan nha, thì anh nghĩ nó sẽ là một cái food court nó bự, nhưng thực ra nó cũng không có bự lắm, nó cũng vừa vừa thôi, nhưng mà ít ra thì nó vẫn đầy đủ những cái món khô, món nước và những cái loại nước ép nè, rồi có cả sâm trà tắc. Nói chung là cũng khá là nhiều lựa chọn cho sinh viên. Anh thấy thì cái căng tin ở Phong tự nhiên thì cũng là một nơi khá là ok để chúng ta có thể cũng có thể đến để ăn được. Các bạn có thể đến thử nếu như mà các bạn muốn khám phá môi trường phòng tự nhiên của Hoàng Anh nè. Đúng rồi, biết đâu hỏi thì công ty còn gặp được mình nữa. À mà ấy là ngoài buổi trưa thì cũng sẽ có buổi sáng nữa, và bán cũng khá là nhiều món luôn. Mình thấy khá là đa dạng, phong phú menu đó. Mà đồ ăn thì chất lượng mình thấy là mấy cô làm được cũng sạch sẽ, rồi mấy bạn mấy cô bán thì mình cũng khá là nhiệt tình, vui vẻ lắm. Thấy mình tới bên phim để cô làm cho con. Đúng rồi, mọi người rất là cởi mở các bạn nhỏ. Rất là dễ thương. Và nói chung là sinh viên hay là thầy cô hay là cả cô bác thông tin buổi trường hợp tự nhiên thì ai cũng dễ thương hết, nên là mình yên tâm nha. Vậy nếu mà như mà trên thang điểm 10 thì em sẽ chấm ở đây bao nhiêu điểm? Trên thang điểm 10 hả? Em chấm 8.5. Tại vì em thấy cơm vẫn hơi khô nè. Rồi
mà không biết, không biết bận cái thế nào. Nhưng mà không dây thì chung còn 8.5 còn lại để cho không gian thoải mái nè. Mấy cô chú dễ thương, rồi đồ ăn thì cũng chất lượng, hợp lý, giá rẻ. Rồi giới thiệu với sinh viên nói chung là 8.5 đó. Còn mình thì mình chấm 8/10. Nội dung cái lý do thì cũng tương tự với anh. Nhưng mà được cái không gian thì nó cũng không có bị bí, nên là nó sẽ không ngồi trong nhà mà nó sẽ có cái khu vực lan can thì khá là thoáng mát, nên là mặc dù là không có quạt thì nhưng mà có gió thổi vào thì nó cũng không tới nỗi nào, không tới nỗi nóng lắm. Ok. Nhưng mà mình nghĩ là đây, cái điểm chờ là cái phần nước này nó ngon nhưng mà nó hơi ít so với giá tiền, thì mình thấy nó hơi mắc chút xíu. Ok, vậy là clip của tụi mình tới đây hết rồi. Và nếu mà các bạn muốn mình khám phá thêm thông tin nào nữa thì hãy để lại một phần bình luận dưới phần mô tả giúp mình nha. Và các bạn đừng quên nhấn like, share và subscribe cho kênh Trái Phố Official để ủng hộ mình. Còn bây giờ thì xin chào tạm biết các bạn, hẹn gặp lại video tiếp theo.